ngày 15 tháng 10, Công an quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Thị Thu Mỹ 2000 và Nguyễn Văn Cảnh 1997 cùng quê Vĩnh Long, anh họ Mỹ để điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó Cảnh và Mỹ chỉ huy xe máy rảo quanh các khu chợ tiện ích trên địa bàn quận 9, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Dĩ An, Bình Dương để đột nhiên nhập trộm tài sản. Khi đến khu chợ tiện ích trên đường Cao Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thấy khu chợ đóng cửa, Mỹ đứng cảnh giới, còn Cảnh leo lên mái nhà lật mái tôn chui vào trong các dây nối hệ thống camera trong khu chợ, sau đó dùng xà beng phá tủ thu ngân lấy 1,2 triệu, phá két sắt để lấy 35 triệu. Tuy nhiên trong lúc đang phá két sắt thì Mỹ gọi điện báo với Cảnh có công an đến nên Cảnh leo mái nhà bỏ trốn nhưng không thoát. Tại cơ quan điều tra, Cảnh khai nhận đã cùng Mỹ thực hiện trót lọt 7 vụ trộm tại các khu chợ tiện ích trên địa bàn quận Thủ Đức, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương với tổng số tài sản hơn 100 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Sau khi Cảnh bị bắt, biết không thể thoát, Mỹ đã đến cơ quan công an đầu thú.